Thời gian qua, các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Cây Ăn Quả Miền Nam đã nghiên cứu tạo ra được giống dòng cam sành mới có tên là LD6. Đây là giống cam không có hạt hoặc là ít hạt, hình dạng quả đẹp, phẩm chất ngon, kháng bệnh cao. Sau khi chuyển giao ứng dụng vào sản xuất tại Trà Vinh, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ cây giống sống đạt 99%. Cây cho trái hình thức đẹp, mọng nước và ngọt, nhiều khả năng cạnh tranh khi bán rộng rãi ra thị trường. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh, năm 2019, Trung tâm phối hợp với Trung tâm giống tỉnh Trà Vinh thực hiện sản xuất 100.000 cây giống cam sành không hạt LD6 sạch bệnh trong nhà lưới với diện tích 900m2, đạt tiêu chuẩn nhân giống tại ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành. Đồng thời, xây dựng 4 mô hình tại 18 nông hộ trồng cam không hạt trên tổng diện tích 20 ha tại các huyện Châu Thành, Cầu Kè. Nhờ giống chuẩn, thích nghi rất tốt với điều kiện đất đai thổ nhưỡng tại địa phương cùng quy trình canh tác tiên tiến khoa học. Tất cả cây to khỏe, không sâu bệnh, năng suất và chất lượng quả tốt. Cam sành không hạt có giá trị cao hơn so với cam sành thông thường từ 30 đến 50% do giảm được chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Và để giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về giống cam này thì chúng tôi đã kết nối trực tiếp với tiến sĩ Lê Quốc Điền, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Viện Sofri. Xin chào tiến sĩ Lê Quốc Điền ạ, chúng tôi đang kết nối với ông từ trường quay của VTC16 ạ. Vâng thưa ông, qua mô hình trồng cam không hạt LD6 tại tỉnh Trà Vinh thì có thể thấy những hiệu quả rất là vượt trội. Vậy Viện Nghiên cứu Cây Ăn Quả Miền Nam đã có kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào rồi thưa ông? Dạ, đây là cái giống cam sành được Bộ Nông nghiệp công nhận. Và cái đặc điểm đó tức là sử dụng cái giống cam sành truyền thống, mình chỉ biến đổi qua cái công nghệ là không hạt. Đó là cái kế hoạch của viện là trong giúp cho những cái tỉnh mà dùng biến đổi khí hậu, tức là đây là cái cây là cũng sớm, rất là sớm cho trái, do đó nông dân cũng có thể tăng thu nhập. Và cái đặc điểm nổi trội đó là dòng đây là dòng cam không hạt, do đó là cái vẫn giữ cái mùi thơm của cái cam sành truyền thống của chúng ta, nhưng mà nó có cái là không hạt, đó là khi chúng ta nước ép nó không đắng. Và hướng tới thì chúng ta sẽ mở rộng ở nhiều tỉnh tương tự như ở Trà Vinh để giúp cho cái người dân tăng thu nhập. Vâng, giống cam không hạt LD6 thì không chỉ cho năng suất khá cao mà chống chịu tốt với sâu bệnh. Vậy các nhà khoa học của viện kỳ vọng như thế nào khi triển khai giống cam này trên diện rộng, thay thế giống cam cũ với nhiều hạn chế ạ? Đặc điểm của cái dòng cam này đây là cái cây phát triển rất là nhanh mạnh, do cái khả năng nó phân cành. Do đó nông dân cũng tương đối thuận lợi trong chăm sóc. Và cái kỹ năng mà chúng tôi tập huấn cho nông dân là làm sao cái sự phát triển đồng bộ của các cái đợt lọc non. Nông dân cũng đã hoàn thiện được cái này, cái số đợt lọc non ra tương đối đồng bộ, và do đó cái người nông dân họ có thể là điều khiển cái sự ra hoa tập trung để chúng ta cho những cái vào những cái vụ năng suất cao và giá được cái giá mà có với giá trị rất là cao. Nếu chúng ta làm canh tác đúng thì nó tăng có thể lên 15%. Hiện nay là chúng tôi cũng muốn là nông dân chủ yếu là cái chất lượng, làm sao giữ chất lượng để chúng ta có thể xuất khẩu được. Vâng, xu thế của thị trường hiện nay là ưa chuộng những loại quả không hạt để tiện khi ăn và chế biến nước ép. Ông có kỳ vọng rằng cam sành không hạt sẽ tạo ra xu thế tiêu dùng mới cho thị trường hay không ạ? Hiện nay là nước cam hiện nay cung cấp cho thị trường thế giới hiện nay chỉ còn có nước Úc. Vì khi cung cấp vậy thì cái khả năng và cái sản xuất của Úc cũng không có đáp ứng nổi. Do đó là họ cũng muốn tìm những cái dòng cam mới để họ phối trộn để làm cho nâng cái chất lượng cam nó ngon hơn, cái mùi vị tốt hơn, tức là phù hợp với cái thích ứng của cái người tiêu dùng. Như ở thị trường hiện nay là thị trường ở chúng ta Hà Nội và các tỉnh ở phía Bắc thì họ cũng rất là chú tâm về cái không hạt. Và cái hương vị chủ yếu là cái hương vị ở các cái vùng tiểu vùng khí hậu ở phía Nam. Thì chúng tôi xây dựng những cái tổ hợp tác mà đang đưa hướng tới cái sản phẩm ô cốp chứng minh được đây là cái sản phẩm 4 sao. Thì chắc chắn chúng ta có thương hiệu, chúng ta dễ giới thiệu mà cho cái khách hàng của nội địa trong nước.
Vâng, xin cảm ơn ông.